Hello, chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay mình cũng sẽ chia sẻ với anh em là cái cách đó là bảo mật tài khoản. Tại vì mình thấy rất nhiều anh em là khi mua các tài khoản của trên mạng về hay là có ai đó bán mà anh em mua về để chạy nền tảng bóc phone mà không biết cách đó là bảo quản bảo mật, sợ sợ bị bách các tài khoản lại. Thì hôm nay mình sẽ phân tích và hỗ trợ anh em về cái tình trạng này. Thì đa phần là khi anh em mua về nó sẽ bao gồm sẽ có UID này, mật khẩu này, email và batmail thôi. Còn nó sẽ không có các mail khôi phục như này anh em nhé. Đó, thì để hiểu về tài khoản thì mình cũng sẽ chia sẻ luôn. Ví dụ như một con tài khoản Facebook này, thì khi anh em mua về nó sẽ có mật khẩu và Hotmail. Hotmail thì tất nhiên nó sẽ có mật khẩu Hotmail. Thì để anh em bảo quản được tài khoản như này thì chỉ việc đó là gì, anh em sẽ thay đổi giúp mình đó là cái mật khẩu của tài khoản. Bên cạnh đó anh em sẽ thay mật khẩu của Hotmail. Thì cái khó nhất ở đây là gì? Cái khó nhất của anh em ở đây đó là phải thay đổi mật khẩu Hotmail. Thì để thay đổi mật khẩu Hotmail ở đây thì nó sẽ có các bước. Để trước khi được thêm được mật khẩu Hotmail thì anh em bắt buộc phải thêm mail khôi phục, hoặc là anh em có thể là dùng với số điện thoại. Anh em phải đi thuê thuê SIM số điện thoại để anh em thay đổi cái mật khẩu mail này đi. Thì khi anh em thay đổi tất cả hai cái mật khẩu này đi thì hoàn toàn những người cũ người ta sẽ không thể nào đăng nhập bằng cái tài khoản đấy của bạn được. Và bên cạnh khi mà anh em chạy cái tài khoản đó thì anh em nên thay mật khẩu, thì anh em cũng nên đăng xuất cho nó đăng xuất khỏi cái tính năng đó là trên thiết bị cũ đi, thì hoàn toàn anh em sẽ ok anh em nhé. Thì để thay mật khẩu như nào thì anh em sẽ xem cái video trước của mình. Còn về cái vấn đề nó là mật khẩu Hotmail và thêm mail khôi phục, thì ở cái mục này thì ở mail khôi phục này thì mình cũng chia sẻ luôn, anh em có thể là thêm mail. Thì bình thường trước thì nó sẽ có thể thêm bằng Canada anh em nhé. Thì anh em sẽ dùng tool Canada để anh em thêm. Sau khi thêm mật khẩu Canada vào rồi thì anh em có thể thay được cái mật khẩu Hotmail. Còn bên cạnh nữa thì nếu mà anh em nào sử dụng số lượng nick ít, hoặc là anh em nào có thể là dành thời gian và muốn bảo mật cao nhất, thì tốt nhất anh em nên thêm bằng cái Gmail của anh em thì nó sẽ được luôn bảo mật. Thì anh em tại vì cái Gmail này của anh em thì sẽ không bao giờ bị mất được. Bên cạnh đó Gmail anh em đã được xác minh trực tiếp đó mà bằng số điện thoại của anh em, nên nó có xảy ra tình trạng gì thì hoàn toàn anh em có thể lấy được tất cả các tài khoản này về anh em nhé. Đó, để để thêm cái Gmail như nào thì anh em sẽ xem giúp mình các video về sau. Thì cái video đó mình sẽ hướng dẫn các anh em cách, đó là một mình sẽ làm các video về Gmail, thứ hai là về Canada. Thêm mail Canada thì anh em chỉ việc thêm như thế thôi. Còn về số điện thoại thì anh em cũng có thể là xem cái video của mình. Thì ở đây mình cũng sẽ show luôn cho anh em này, để ví dụ các con tài khoản như này chẳng hạn. Nếu những cái con tài khoản của mình hiện tại mình đang thêm cái mail thì anh em sẽ thể thấy đây. Ở đây có thể là các nền tảng tool bây giờ, ví dụ Evernote chẳng hạn, nó sẽ thêm được một là Canada, hai là thêm cái mail có đuôi là Ignica này, để anh em thêm để em dùng. Đó, còn không anh em muốn thêm Gmail thì anh em chỉ việc giúp mình đó là chọn vào tài khoản này, nếu mà có phần mềm của bên mình luôn thì em chỉ cần log in cái tài khoản này vào, thì anh em sẽ thấy là để thêm được một cái tài khoản của Gmail thì anh em sẽ phải nó sẽ có hai cái gì và nó sẽ như thế nào, thì mình sẽ làm video về sau về cái đấy. Còn bây giờ mình chỉ sâu ra cho anh em hiểu đó là để thay đổi cái mật khẩu Gmail thì nó sẽ có cần dùng hai thứ. Còn làm chi tiết hỗ trợ như nào hơn nữa thì anh em chỉ việc xem video về các bài về sau của mình, thì mình sẽ làm video tường tận đầy đủ anh em nhé. Thì đây là mình đang đăng nhập vào một con tài khoản này. Đấy, thì khi đăng nhập vào tài khoản đây thì anh em sẽ biết tại sao cái mail khôi phục là gì. Thì tất nhiên ở đây mình sẽ sơ cho anh em liệt kê về về các cái rồi. Thì nhưng mà anh em muốn hiểu cái mail khôi phục là gì thì anh em sẽ vào đây. Thì ở đây nhá, mình sẽ chuyển sang tiếng Việt giúp anh em. Anh em nào không biết thì cũng có thể chuyển sang tiếng Việt để cho mình dễ sử dụng. Đây, vào mục Việt Nam này. Đó, thì khi vào cái thông tin thì ở đây nó sẽ có phần này, một là thiết bị này, hai là bảo mật này, thông tin của bạn này, riêng tư này. Thì ở trong mail nó sẽ như này. Thì để cái mail khôi phục là gì? Nó chính là cái bảo vệ này, cái mail để bảo vệ này anh em ạ.
Đây thì mình sẽ mở này lên cho anh em, chuyển sang tiếng Việt. Đây, mail khôi phục chính là cái mail bảo mật hai lớp cũng như cái mã 23 của anh em hiện tại anh em đang bảo mật ấy. Thì có nghĩa là gì? Cái mail này nó cũng không khác gì tài khoản Facebook, nó cần một cái bảo mật của hai lớp. Thì để thay được mật khẩu thì anh em cần cái mật khẩu hai lớp này. Thì anh em sẽ chỉ việc, nếu mà anh em thêm bằng tay, anh em chỉ việc đó là vào mục này. Thì đấy, để thêm cái bảo mật hai lớp thì nó sẽ có một là anh em thêm bảo mật bằng số điện thoại này. Anh em xem số điện thoại, anh em đi thuê số điện thoại. Thì khi mình đi thuê số điện thoại thì hoàn toàn cũng có thể là dùng được. Hai này, nếu mà cách mà hiện tại mình đang bảo anh em ấy, thì anh em sẽ thêm bằng một con mail chính gốc của anh em vào đây. Thì anh em chỉ việc làm thêm cái mail ở đây thì sẽ là ok. Và cái mail chính gốc của anh em, Gmail của anh em thì sẽ không bao mất. Thì ví dụ như tài khoản này có bị thay đổi mật, anh em chả may quên mật khẩu, hay là thay cái mail anh em có quên mật khẩu, hay là bị mất mật khẩu chẳng hạn, thì anh em chỉ việc vào tìm lại mật khẩu như tìm lại tài khoản Facebook ấy. Thì cái tài khoản Facebook nếu mà anh em bị mất thì anh em sẽ tìm lại thì nó sẽ gửi mã 6 số về Hotmail. Thì Hotmail khi mất thì anh em cũng gửi mã 6 số về mail khôi phục đó, hoặc là về số điện thoại. Thì anh em chỉ cần thêm hai cái đó vào thì sẽ là ok anh em nhé. Nhưng mà nếu mà anh em thêm số điện thoại thì nó sẽ bị hạn chế khoản đó là một mail thì chỉ dùng được một số điện thoại thôi. Thì tốt nhất là nếu anh em thêm thì anh em nên thêm cái Gmail này giúp mình nhé. Đấy là cái cách mà hiện tại mình đang bảo quản về cái mail thì hoàn toàn ok. Thì cái một cái Gmail chính của anh em có thể thêm được hàng nghìn tài khoản. Thì anh em cứ việc thêm thôi. Thì nó sẽ hơi bị, nếu thêm Gmail của anh em nó hơi bị mất cái công của anh em một tí. Thì anh em nếu mà muốn bảo mật cao hơn thì dùng đó, hoặc là dùng những cái mail kiểu dạng như trên các nền tảng tool mình có làm video sau ấy, anh em có thể thêm. Thì nó sẽ ra những cái mail kiểu dạng như là đây. Nó sẽ ra những cái dạng mail như này. Nhưng mà những cái mail này nó sẽ không được bảo quản và ngon và bảo mật được bằng cái mail của anh em hiện tại anh em nhé. Thì anh em nào cần thắc mắc và cần hiểu hơn, sâu hơn thì mà chưa hiểu nữa thì có thể email mình thì mình sẽ hỗ trợ. Còn các và ví dụ như là cái video và thay mật khẩu này, thay mật khẩu Hotmail hay là thêm mail khôi phục thì anh em có thể xem trên kênh YouTube của mình. Thì mình đều có các video và hướng dẫn tận tay từng tí một anh em nhé.